Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn phần quản lý fanpage ở trên trình doanh nghiệp. Làm thế nào để chúng ta chuyển từ một cái trang ở nick cá nhân vào trình doanh nghiệp. Chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái phần trang này. Đó, và hiện tại chưa có trang nào. Bây giờ chúng ta sẽ thêm này. Thêm trang này. Đó, hoặc là tạo trang mới này, hoặc yêu cầu vào một cái trang khác, tức là cùng là họ, cùng là doanh nghiệp, chúng ta mới dùng cái này được. Chúng ta chọn thêm trang này. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn trang này. Nhưng mà thêm trang một trình doanh nghiệp thì nó có một cái khó chịu, đó là khi mà chúng ta chạy á, ví dụ mọi người thấy nó quản lý như thế này này. Còn nếu mà chúng ta đã thêm một trình doanh nghiệp là khi nào phải đăng nhập vào đó. Ở đây tôi sẽ cho mọi người xem. Tất nhiên nó có một cái lợi là khi mà chúng ta vào trang, vào trình doanh nghiệp rồi á, thì chúng ta có bị mất cái nick admin, hoặc là trao cho ai đó admin thì họ không thể lấy trang của chúng ta được. Đó, chúng ta ấn thêm trang này. Đó, thì như vậy nó đã vào trình doanh nghiệp rồi. Và chúng ta có thể thêm người hoặc là chỉ định các đối tác để chạy quảng cáo cho trang này. Và chúng ta sẽ F5 lại thằng này. Đây. Thêm vào trình doanh nghiệp rồi. Đây nó chưa. Nhưng mà lúc nữa thì nó sẽ chuyển sang cái kiểu trình doanh nghiệp. Rồi. Và tương tự nhé, thì chúng ta cùng gỡ trang này. Đây là cách chúng ta gỡ ra này. Đó. Và ví dụ chúng tôi muốn thêm Bảo Châu đây. Ông Cương lúc này, này. Và full vai trò này. Đấy. Đấy. Full luôn. Đó. Thì tôi chỉ định tiếp. Đó. Thì như vậy là chúng ta thêm người vào cái trang này. Ví dụ chúng ta sẽ thấy này. Tức là cái này nó sinh ra để chúng ta quản lý tập trung nó dễ hơn đấy. Chúng ta thấy vai trò trên trang này. Đó, nó thuộc này. Cương Bích này. Và quản trị viên này. Quản lý viên Minh Quân, quản lý viên Hồ Cương này. Chúng ta hoàn toàn quản lý được toàn bộ fanpage của chúng ta ở đây. Cái trình doanh nghiệp thì nó sinh ra để quản lý theo kiểu tài sản, theo dạng doanh nghiệp. Ví dụ nhân viên nào nghỉ chúng ta xóa ra khỏi hệ thống thì toàn bộ cái trang họ cũng sẽ ngưng luôn. Đó, như vậy thì tôi đã hoàn thành xong cái hướng dẫn cho các bạn quản lý trang ở trên trình quảng cáo doanh nghiệp. Chúc các bạn làm tốt.